cũng đẹp, đẹp đẹp trai nha, chứ không có giỡn đâu nha. Cao không? Hả? Bên này hơi cao à? Em mét mấy? Sao tám à? Mang giày lên bảy mấy. Anh ơi em mang dép. Không sao. Em mét nhiêu? Em có mét 56 rồi chị. Ôi trời. Em cao lén. Trời cao ơi, lén bà. Ôi đâu. Được rồi. Nãy giờ tưởng là bà cao lắm, cao lén. Chào em. Dạ. Nãy giờ em nói chuyện với cái người phụ nữ bên đây, em hình dung bạn đó làm sao? Em hình dung bạn này là một bạn rất là bản lĩnh, đơn thân mà có thể nuôi được hai đứa con mà để khôn lớn không phải đơn giản đâu. Chị nói cho em biết mà em mở rào một cái em nhìn cái bộ móng tay thôi là em biết. Mời bạn trai. À, dạ em xin chào anh Quyền Linh, chào em. Chị Hồng Vân và dạ, toàn thể khán giả có mặt ở đây. À, em tên là Vũ, em sinh năm 86, quê ở Tây Ninh. Công việc hiện tại em đang làm là giám sát giám ở bán hàng cho một công ty ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. À. Em thì sao? Dạ em xin chào MC, chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Em là Nguyễn Thị Kim Vui, em ở Long Thành. Công việc của em là làm bên bất động sản. Em nay 36. Rồi em, cái điểm mạnh của em là gì mà điểm chưa mạnh là gì? Điểm mạnh của em là vui vẻ hòa đồng, mua mau bán đắt. Dạ. Còn cái điểm yếu, điểm nhược điểm của em thì hơi nóng tánh chút xíu thôi. Tên vui mà nóng tánh hả? Cũng có nhiều khi mình cũng có nóng nóng chút xíu anh. Nổi điên lên thì làm không gì? Có nổi điên vô thì mình nhịn hơn mình nóng. À. Dạ, tại nhiều khi mình nói thì hai bên xảy ra chuyện nên mình tốt nhất thì mình im đi ha. Lúc mà mình hết giận mình nói chị. Còn Vũ sao? Vũ sao nè? Ưu điểm của em là em có thể làm được công việc ở nhà. Tức một phụ nữ gì mà nặng nội trợ đó thì em có thể san sẻ được những việc đó. Ngoài ra thì cái nhược điểm của em là thực sự em cũng hơi nóng tính giống như bạn bên kia. Nhưng mà em có thể là kiềm chế được cái cơn giận của mình lại. Tình duyên sao rồi? Em ly dị với ông xã em, ly thân 2 năm, ly dị 1 năm rồi. Con em cũng lớn rồi, con em hai bé gái. Bé gái trước 16 tuổi, bé nhỏ 8 tuổi. Trời ơi, hai đứa gái lớn hơn con tôi luôn trời. Em đánh nhanh rút gọn anh. Thôi con nó lớn rồi, mình cũng tìm chỗ mình dựa dẫm em ha, để tâm sự chia sẻ thôi. Còn dạ. Bạn trai? Dạ em thì cũng một lần gãy đổ rồi, ly hôn được cách đây khoảng 2 năm. Em có một bé gái hôm nay khoảng 8 tuổi. Trước đây lúc mà mới ly hôn ra đó thì em cũng không có nghĩ là mình sẽ lập gia đình nữa đâu. Nhưng mà có một thời gian em đang đi công tác ở Nha Trang á, thì bé nó có gọi điện cho em và nó hỏi một câu là: ba ơi, ba ăn cơm chưa? Ba có một thân mình, không có ai nấu cơm đâu ăn. Thì nói là vậy thì ba không đi kiếm vợ đi về nấu cơm ba ăn. Thì trong thời gian đó em cũng có suy nghĩ, cái gửi đăng ký á, coi như giờ tìm người nấu cơm ha, tìm người nấu cơm, tìm tìm mẹ cho con. Dạ. Bé gái là ở với em hả Vũ? Dạ đúng rồi, bé ở với em mà hiện tại thì em đang công tác ở đây nên là bé ở nhà với bà nội. Cha vậy lời dữ á, hai đứa mà ráp lại là ba đứa gái á. Thời buổi này con gái lời á Linh ơi, nhà gái. Ông là lời nhất luôn á Linh. Gái khỏe re như bò kéo xe, hỏi phải lò cho nó chứ á. Em trai muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Chỉ cần một người là đơn giản thôi. Chỉ nấu cơm thôi hả? Dạ không, nấu cơm là chuyện dễ quá, em nói cũng được mà. Lo cho gia đình, san sẻ được những cái khó khăn, những cái buồn vui trong cuộc sống của em là được rồi. Một phụ nữ hiện đại bây giờ thì phải gọi là giỏi việc nước mà đảm việc nhà. Thế nếu như bây giờ mà hai bạn mà ráp vô rồi thêm một bé gái nữa là ba đứa đó. Ví dụ đi, chị nói ví dụ đi. Điều kiện kinh tế của bạn trai á chưa có thể mà cán đáng nổi em, thì em có cán đáng nổi ngược lại không? Dạ nổi chị. Nổi trời ơi, mạnh quá rồi. Quá bản lĩnh luôn. Đây ta đảm việc nước, đảm việc nhà luôn rồi ông ơi. Hơn anh ơi, em kinh nghiệm dài dặn lắm. Anh Vũ tên muốn bên đây muốn hỏi Vũ chút xíu. Rồi hỏi đi em gái. Em chào anh. Với cái công việc của bạn bên đây á là về bất động sản thì chắc chắn là bạn này sẽ phải có những cái mối giao tiếp, những cái gọi là tiếp khách này kia nọ, nhậu nhẹt nữa đúng không em? Phải dạ, đi tiếp khách, chị. Uống bia uống rượu đúng không? Dạ. Thì là em suy nghĩ thế nào về việc đó hả Vũ? Những vấn đề đó em không ngại đâu chị. Ý là có ghen không á? Em không ghen. Còn thì cô gái này cô muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Trước tiên á, vui vẻ, tính tình phải rộng rãi. Rộng rãi đôi khi người ta khó khăn quá, ta cũng phải chắc chiêu chứ. Rộng rãi không quá. Không chắc chiêu thì nó, nhưng mà cái tùy theo cái trường hợp á anh. Ngoại hình cao 1m70, nặng 70kg. Ok chưa anh Quân? Anh bên đây anh cũng nhẹ nhàng ha. Cái tướng thì cũng đẹp, đẹp trai nha, chứ không có giỡn đâu nha. Cao không? Hả? Bên đây hơi cao à? Em mét mấy? Sao 8 à? Mang giày lên 7 mấy. Anh ơi em mang dép.
Không sao. Em mét nhiêu? Em có mét 56 rồi chị. Ôi trời. Em cao lé. Trời cao ơi, thua gì đâu. Ôi, nãy giờ em tưởng là bà cao lắm, cao lé. Chào em. Dạ. Nãy giờ em nói chuyện với cái người phụ nữ bên đây, em hình dung bạn đó làm sao? Em hình dung bạn này là một bạn rất là bản lĩnh, đơn thân mà có thể nuôi được hai đứa con mà để khôn lớn không phải là đơn giản đâu. Chị nói cho em biết mà em mở rào một cái em nhìn cái bộ móng tay thôi là em biết không đơn giản rồi. Bộ móng tay dữ lắm luôn hả? Nhìn về... móng tay là thấy biết cào cấu rồi. Về sao? Mọi thứ đó. Cái... em đi với ai ạ? Dạ em đi với lại em đồng nghiệp. Dạ con chào chú Quyền Linh và chào cô Hồng Vân ạ. Anh Vũ làm trong công việc thì rất là năng động và siêng năng mà còn được cái tính giỏi với nước và siêng việc nhà. Anh Vũ làm cơm rất là ngon. Vũ em thấy chị bên đây cũng dễ thương, hợp với anh, cũng có chí giống như anh. Rồi cảm ơn em. Em đi với ai vậy? Đi với bạn em. Em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Hồng Vân, chào mọi người. Em thấy anh trai bên này thì là vui vẻ, có hoàn cảnh như vui. Nên em mong hai người cho nhau cơ hội. Rồi. Bây giờ tôi mở rào cho mở hai rào bên gặp mặt nha. Rồi. Mở rào. Đang mua miếng đất bên đó nha. Nào thoải mái lên Vũ, vui lên, cố gắng mua được đất nào. Bắt đầu đi Vũ. Có con vạc. Dạ em cảm ơn anh ơi. Em là bên đất động sản, em tặng anh cái món quà này. Nhưng mà ở dưới em là cũng ở khu vực Long Thành, bò sữa rất nhiều. Thì em tặng anh sữa, mà khi nào mà anh thiếu sữa anh cứ kiếm em. Trời ơi. Trời ơi hay quá. Thì trước khi mà bạn mở món quà em cũng chia sẻ luôn. Món quà của em đó là gồm là hai quyển sách. Một quyển thì để dành cho gia đình trong quá trình mà nuôi dạy con cái. Một quyển là bằng bên kinh doanh. Nói chung là em muốn một người phụ nữ của em là hoàn hảo. Đó nè Vũ, Vũ ra Vũ, dạ. Vũ lấy này, Vũ nói là cái nào là dành cho gia đình, cái nào là dành cho em nè. Đó, mở ra nè. Quyển sách. Anh gói kỹ quá. Rồi em cảm ơn, cảm ơn. Trong cái quá trình nói chuyện thì em thấy anh cũng cái hoàn cảnh cũng giống em. Riêng em thì cái công việc của em thì em hỏi anh là nhiều khi em phải đi ngoại giao rất là nhiều. Nhưng mà em cũng biết nhậu. Nhưng mà anh có nhậu không? Nhiều khi cái công việc của anh cũng phải có phải không? Đúng rồi. Có ghen không? Nhiều khi cũng phải ghen phải không? Ghen ở đây không phải là mình lồng lộng lên. Ví dụ như trong lòng mình cảm thấy không thích điều đó thì mình sẽ nói lại. Anh hai là khuyên là lên đây nhớ dắt rể về cho tao nha. Mà em thấy về. Thì thôi hơn nãy giờ nói chuyện thôi anh về phải em đi. Mình thấy mình cũng có hợp phải không anh Linh ha? Hợp đó. Hỏi coi bạn gái đâu rồi hẹn tuần gặp mấy lần. Rồi bộ coi em bán đất ở đâu đi phụ cho thí dụ vậy. Chắc em chuyển qua em nghề em bán đất luôn anh. Chuyển đi em. Rồi hai chồng đi nhậu luôn. Chứ để em khỏi mất công ghen tuông. Em là chú vậy không bán đất. Em bán thứ khác không à. Mà giờ chị muốn bán đất. Thôi giờ anh bán hăng cho anh em đi. Hỏi có bán đất không anh? Cái công việc của anh á, một công việc giám sát. Thì nói chung công việc nó không có chiếm nhiều thời gian. Bên công việc của em nó thuận lợi á, thì anh nghĩ là một tuần mình có thể gặp nhau được mấy lần. Cái công việc của em á, bên em thì nó rất là thoải mái thời gian, không có khó gò bó thời gian. Nên lúc nào anh hẹn hò em cũng sẽ sẵn lòng. Một tuần chạy xuống 5 số lần quá. Cũng không xa đâu, không có xa đâu. Cũng... nhưng mà được cái là Tây Ninh quê quả em đó. Nếu mà em với anh đến cái bước lấy nhau thì em với anh sẽ về bên anh hay là như thế nào? Tại vì trong khi đó em cũng có nhà riêng. Cái quan niệm của mình đó là không có quan niệm là buộc là phải ở rể hay là làm dâu. Cuộc sống hiện đại mà, nơi nào mà điều kiện mình phát triển được thì mình ở nơi đó thôi. À, bây giờ mình giao lưu văn nghệ chút đi. Hát thì em hát không, gì đó. Không hát được. Em xin phép có một cái đoạn bình luận thể thao. Dạ. Xin chào quý vị khán giả. Chúng ta đang đến với trận bình luận bóng đá giữa hai đội giành cúp dép tổ ong. Với hai đội là bên đàn gái và bên đàn trai. Bên đàn trai là gồm anh Quyền Linh và anh Vũ. Bên đàn gái là chị Vui và chị Hồng Vân. Tại bây giờ đang thời điểm đang là phút thứ 90. Thời gian đang dần về những giây phút cuối cùng. Anh Vũ chuyền bóng cho anh Linh sút không vào. Súng quay ngược ra và bóng đã dội vào mông của anh Linh, bơi vào lưới. Ghi một bàn thắng rất ngoạn mục. Bóng dội vào mông hả?
Bên Quyền Linh nó bị lủng lưới. Ba với tổ ông ngoài ngoài. Quyền Linh không ba ra ngoài luôn. Thể giữ nổi khung thành. Cuối cùng là đội của anh Quyền Linh đã giành được một chiếc cúp và phần thưởng là hai đôi dép tổ ông màu hồng với màu đỏ. Rồi em gái có bài gì hát tặng ca hát được em mà hát một khúc tặng anh ha. Thôi bài sôi động đi ha. Đứng lên đi, sôi động đứng đi, đúng rồi đó đó. Vũ đứng lên cùng nhún nhảy bạn luôn, mạnh mẽ giờ lên đó, thoải mái lên nào. Gọi mùa xuân đến khắp trời, nhảy lên. Nắng vẫn còn gọi mùa xuân đến với đời, thì em ơi xin người chớ lo âu vì cuộc đời còn bao nắng ấm. Sông vẫn còn gọi bờ cát trắng biên chiều, nước vẫn còn một màu xanh biếc thơ nào. Dòng sông xưa vẫn ngàn năm trôi mãi trôi hoài về biển lớn. Thấy không, sôi động liền không? Đây. Bấm nút là trao duyên, là hướng tới một tương lai tốt đẹp. Chuẩn bị. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Rồi. Hai. Chúc mừng. Chúc mừng hai bạn. Vũ vui. Chúng ta có thể nắm tay nhau. Thôi ôm cái đi anh, khỏi nắm. Đúng rồi. Đó, thấy chưa, đó phải cá tính vậy mới được. Cô em hứa gì với vui đi. Anh xin hứa anh không phải là người đầu tiên đến với em, nhưng mà anh hứa anh sẽ là người cuối cùng ở lại trong cuộc đời của em. Hay quá. Hung luôn đi em, hung luôn. Lại ngôn tình. Chơi luôn. Ủa mà cái này là ôm rồi hung. Ok. Cố gắng bổ trợ cho nhau. Người chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Mỗi bạn sẽ nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Yakio là thương hiệu điện gia dụng cho mọi nhà. Các sản phẩm nổi bật bao gồm máy lọc nước Hàn Quốc, máy làm mát, nồi chiên không dầu, máy lọc không khí và các sản phẩm gia dụng khác. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chúc hai bạn hạnh phúc. Dạ em cảm ơn. Hạnh phúc nha em. Dạ.